nhớ như in đó là lúc mà cái thời gian mà cà phê sáng thứ bảy tại nhà hàng Diệu Phố do anh Hai Văn Dương thực hiện. Thân ái kính chào toàn thể các anh chị và các bạn trong một buổi sáng thứ bảy cuối tuần đầy yêu thương, tràn đầy sức khỏe và an lành hạnh phúc. Và để bắt đầu chương trình văn nghệ sáng thứ bảy hôm nay, xin chào kính mời nam nghệ sĩ Quốc Thắng, kính mời Quốc Thắng. Để mở đầu chương trình khám sức khỏe, Thắng xin gửi đến cả nhà một cái chúc đoạn tuyệt tình ca của ông cậu Ba Phượng Nhi. Nhớ ông
mời anh nghệ sĩ Viễn Sơn và trân trọng kính mời đại sư huynh Viễn Sơn. Kính mời anh Viễn Sơn. Trăng hỡi trăng bao đêm rồi ta nhớ nhân trăng sương khuya. Được mang tên Tâm Sự Ông Lão Kiều Đò,
của Bắc Bảy Diễn Châu. Yeah.
Thank you.
có đường xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em lấy em một đường xa lạ. Ôi sợ. Anh Châu sao? Anh làm sao vậy? Theo giao làm cái tội phải trong năm. Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay tình yêu sự thề nguyện còn ai khuyên vẹn chứ chung.
chúc anh cho thành tâm sinh lòng. Vì tôi xin rút lại lời giáo đã lâu xa mồ. Thank you.
Dạ, mời nghệ sĩ Thái Hùng. Mời nghệ sĩ Thái Hùng. Em xin hát một cái bài ca cổ của nghệ sĩ soạn nhạc nhân dân Nguyễn Châu, rất là mới. Cảm ơn mới biết gần đây thôi. Dạ, em học được 9 năm anh thôi. Dạ, tự đức khóc bằng Huy. Huy đẹp lắm. Thank you.
đời người. Ông Lê thank you.
Từng nét mắt nằm gai thì không thể làm quan mang tư tưởng đẹp của